Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ với các dự án IDO, các dự án Roboty, các dự án IEO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng mình liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách đăng ký hoàn thành phần KYC xác minh danh tính trên nền tảng Tambit OTC. Đây là một trong những nền tảng OTC của người Việt Nam phát triển và đối với nền tảng này thì hiện nay cũng đã có cộng đồng khá lớn cũng như là đứng sau rất nhiều cá mập lớn ở trong thị trường này. Thế thì đăng ký tài khoản trên Tambit OTC thì anh em đăng ký như sau. Trước tiên là các bạn điền email này. Điền tiếp mật khẩu và xác nhận mật khẩu nhé. Chúng ta đồng ý điều kiện của Tambit OTC và chúng ta ấn vào nút đăng ký này. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có một mail config của chúng ta. Chúng ta thường trong Gmail để lấy mail config nha. Bên trên Gmail các bạn lấy code để chúng ta xác minh này. 611554. Chúng ta ấn vào nút config account. Cái đó thì chúng ta sẽ nút đăng nhập để chúng ta tiến hành đăng nhập với tài khoản các bạn vừa tạo. Khi đăng nhập thì các bạn cũng sẽ cần phải có một cái code, chúng ta ấn vào xin code để lấy code từ email. Bên trong Gmail thì các bạn sẽ nhận được đoạn code, chúng ta copy đoạn code đó và các bạn trở lại Tambit OTC, chúng ta paste code vào và ấn nút submit. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đã đăng ký thành công, đã có ví nạp tiền nhưng mà các bạn chưa vari, thì việc vari là một cái công việc bắt buộc để các bạn có thể rời trên các nền tảng OTC. Thì chúng ta sẽ ấn vào góc phía trên này, ấn view profile. Chúng ta sẽ cập nhật bổ sung những cái thông tin là số điện thoại này. Đây các bạn thử chuyển ngôn ngữ xem là có tiếng Việt không. Đấy. Chúng ta sẽ cập nhật những cái thông tin số điện thoại, địa chỉ, rồi thành phố, zip code, quốc gia các thứ vào trong đây nhé. Cập nhật hết vào cho mình. Thì ở đây nó đã có tiếng Việt rất là dễ rồi. Phần tên đầy đủ này, ví dụ các bạn ghi tên đầy đủ ra thì các bạn có thể ghi định dạng tiếng Anh cũng được, không cần ghi tiếng Việt, định dạng tiếng Anh như KC ở sàn nước ngoài thôi. Số điện thoại các bạn ghi ra, có thể ghi theo số Việt Nam, các bạn nên ghi ví dụ là cộng 84, ghi thêm cộng 84 ra và thử các bạn cập nhật vào, nếu không được các bạn ghi đầu số thôi. Đấy, sinh nhật các bạn điền vào đây, chọn phần ngày, phần tháng này, được chưa? Cho phần năm này, đấy. Chúng ta có thể chọn nhé. Rồi các bạn bổ sung tất cả những thông tin này vào trong đây. Sau khi chúng ta đã bổ sung tất cả những cái nội dung thông tin thì chúng ta sẽ vào phần EKYC này. Đấy. Nhưng mà bây giờ phải cập nhật thông tin trước đã, các bạn chờ chút mình cập nhật thông tin. Trong đây có một cái mục điền zip code, nó là mã uy chính mà có lẽ là nhiều anh em thắc mắc thì anh em có thể có từ khóa zip code Việt Nam qua Wikipedia. Trên phần zip code Việt Nam này các bạn có thể tìm mã uy chính của chúng ta, ví dụ ở đây mình là Nam Định chẳng hạn. Chúng ta sẽ có thể tìm được theo mã uy chính của Nam Định, chúng ta ấn vào tuổi phím Ctrl F. Đấy, zip code của mình là 0700. Đấy, thì mình lưu ý thêm cho anh em. Sau khi ta điền xong thông tin thì các bạn sẽ vào nút EKYC nhé. Để có thể vào phần EKYC thì các bạn sẽ cần phải bật xác thực hai bước. Sau khi Google Authentic chúng ta vào nút bật. Thì các bạn sẽ dùng cái ứng dụng Google Authentic, chúng ta quét mã 2FA. Các bạn nên dùng ứng dụng Authy, mình nghĩ là một cái ứng dụng mà các bạn có thể backup lại. Các bạn nhớ lưu lại mã khôi phục nhé. Nếu các bạn không lưu lại mã khôi phục sau này sẽ gặp những cái sự cố. Ở khi mà các bạn quên mã 2FA đấy, các bạn nhớ khi tập bật 2FA thì các bạn cần lưu lại mã khôi phục, chúng ta bật mã 2FA trước. Ok, vừa rồi thì mình đã bật xong bảo mật 2FA. Bây giờ mình sẽ đến phần EKYC. Trong EKYC thì các bạn thấy là nó sẽ có 3 cách để chúng ta KYC, một là có chứng minh nhân dân, hai là hộ chiếu, ba là giấy phép lái xe. Đấy. Thì đây mình sẽ chọn hình thức là chứng minh nhân dân cho nó tiện anh em cùng làm nhé. Thì đây thì các bạn chú ý này, chúng ta sẽ cần phải upload mặt trước của chứng minh nhân dân và mặt sau chứng minh nhân dân lên nhé. Sau đó chúng ta ấn vào yêu cầu xác thực nhé. Có một chút lưu ý với phần xác thực thì anh em cần phải upload những cái giấy tờ mà chưa hết sử dụng, rồi giấy tờ rõ ràng không giả mạo, không ánh sáng trên hình ảnh làm thiếu thông tin. Đấy, rồi mình sẽ upload cái hình ảnh, nhận được upload hình ảnh lên. Thông thường thì các bạn giao dịch ở trên sàn Tambit thì chúng ta chỉ cần KYC level 1. Và trong cái bước KYC level 1 ở trên web ấy, thì các bạn để ý thấy là nó sẽ có một cái
Đấy là có thể là anh em khi up ảnh thì up bãi không lên, nhưng mà anh em yên tâm là ảnh ta đã được upload lên, và mình thấy là bên Thumbit họ duyệt KC rất là nhanh. Nhưng mình upload thì cũng không cần phải nhờ vả gì cả, đúng không ạ? Và là không không qua bất kỳ một ai, họ duyệt trong khoảng 10 phút. Thì có thể anh em thì khi mà số mình đăng bài video này có thể đông người KC thì có thể mất thời gian hơn. Thì có thể lên tới là 1 ngày đến 2 ngày thì anh em chịu khó chờ, có gì anh em thể hiện bộ đồng support. Thì khi anh em upload thì có thể là trong quá trình upload mình nhắc lại, đó là cái anh em sẽ thấy là không đẩy hình lên được, nhưng mà thực tế là hình đã lên nhé. Thì sau khi các bạn upload xong level 1 thì các bạn sẽ được mở giới hạn nạp rút, như là anh em rút tiền một ngày tối đa 500.000 500 triệu này. Rồi rút coin tối đa là một ngày 1 triệu đô. Đấy. Còn ở trên mức level 2 thì anh em sẽ là chọn hình ảnh chân dung, ta upload cái hình ảnh chân dung ta lên. Đấy, chúng ta upload bất kỳ hình ảnh nào lên nhé. Tức là hình ảnh selfie thì các bạn cầm chứng minh nhân dân hoặc là không cầm chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân được. Mình nghĩ là không cầm được, nhưng mà nếu mà tốt hơn thì anh em nên cầm căn cước công dân lên. Đấy, thì càng tốt. Ok, sau khi đã upload hình thì chúng ta sẽ có một cái bước, đó là scan khuôn mặt. Thì chúng ta ấn vào nút scan now này. Chúng ta sẽ đưa khuôn mặt vào trong khung hình oval nhé. Đấy, chúng ta có thể đưa khuôn mặt vào trong hình oval. Và nó sẽ tự động lấp đầy khung oval và chúng ta sẽ được upload lên. Như vậy là cái phần KC level 2 của mình đã hoàn thành nhé. Đó. Rồi tiếp theo chúng ta có thể đến phần KC level 3. Thì ở đây mình sẽ reload xem nào. Level 2 thì đang xử lý, nó phải KC xong level 2 thì mới KC level 3. Đấy. Thì anh em lưu ý là để cái việc KC level 3 hoàn thành ấy, thì anh em lưu ý là chúng ta nên tháo kính và không đội mũ các thứ vào nhé. Không đội mũ vào để chúng ta chắc chắn là chúng ta KC thành công. Sau đó chúng ta sẽ đến với bước KC level 3. Đấy, thì KC level 3 này thì chúng ta cần phải đợi xong KC level 2 thì mới KC level 3 được. Ở về cơ bản thì phần lớn anh em chủ lẽ có lẽ chúng ta cùng nắm KC đến level 2 thôi. Còn trừ những anh em cá mập cá voi thì chúng ta KC lớn hơn để tăng cái giới hạn nạp rút tiền lên. Còn thông thường thì anh em có thể KC level 1 là các bạn đủ điều kiện giao dịch ở trên Thumbit OTC rồi nhé. Cái KC level 2 thì có thể nó sẽ hơi lâu một tí, hôm nãy thì mình KC bên level 1 nó khá là nhanh. Chính vì thế nên mình sẽ kết thúc video tại đây, còn về phần KC level 3 thì mình nghĩ là anh em có thể tự KC được. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về cách đăng ký và KC xác minh danh tính ở trên nền tảng Thumbit OTC, một trong những nền tảng mà của người Việt phát triển, và đây là một trong những cái chợ giao dịch với nhiều cá mập cá voi đứng sau. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn ra tiếp theo.